Sau khi đảnh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật đã báo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý, xuống đời khổ đau biến đâu đang đứng bờ cao. Bên lề vực thâm cửa vào cõi mê của ba đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành thôi sạch trắng tay, mòn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biện Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trú Tam Ai Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan. Tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày trả nợ thâm
hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thối, hoặc làm loài có vẫy xuôi để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phần giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình. Gánh cá trấn bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam anh. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan, nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh. Xé màn u tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lộ chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì làm điều ít lợi khắp vì nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên, đến ngày đạo quá chu viên bồ đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phần. Nam mô Hương Thượng Thân Phần. Nam mô Hư Không Thân Phật. Nam mô Diệu Thân Phật. Nam mô Phương Tác Phật.
Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiền Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thần Tử Thắng Phật.